Dạ em chào anh Châu, em chào anh Châu ở Bosa. Dạ anh Châu dậy sớm vậy anh Châu. Dạ hay là anh Châu đang đi xuyên bang. Em qua Mỹ em thấy mấy anh em chạy container y như anh Châu nói vậy đó, chạy rất là đàng hoàng đó. Mình đang ở khu Trần Xuân Sạn. Ở đây là cái rốn ngập của quận 7. Nay là chiều cường ngày 14 tháng 11 năm 2024. Dạ ngày mai là đỉnh chiều nha đại đình. Thể theo lời yêu cầu của anh Long bán mít thổ địa ở đây, nói cái view này nó đẹp lắm nhưng mà em thấy nó hơi nguy hiểm. Thì cái xe container nó chạy, nó bo cua nè, chạy chậm lắm nhưng mà nó chở mấy cục sắt ở đây nên đó, sắt ghê không. Cái cục này là bèo bèo lắm, là trên dưới 20 tấn nha. Cái là thấy họ có để hai cái chặn rồi không, bằng sắt đó nha, an tâm lắm á, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Đó, nước nó đang lên cho đại rồi. Trời ơi, anh Châu ơi, kiếm chỗ ngủ anh Châu ơi. Mà công nhận thấy ở bên Mỹ, thấy lương của mấy anh em chạy tài xế lương khá thiệt. Mấy chục đô, 38 đô, thậm chí có những chỗ 50 đô một tiếng. Nhưng mà phải có sức khỏe, xa gia đình. Dạ. Ở đây anh Châu ở Bosa có chia sẻ với em, nói chạy mà có cái đầu xe thì sướng. Có nghĩa là mình chủ động. Có gì với ba loại nước rồi đây. Đó, ngầu chưa. Đó, với ba loại nước kìa. Xe điện á. Ồ ghê quá. Rồi hạo hán ghê, đừng có leo lên, đừng có đu theo cái xe container. Ôi trời ơi mẹ ơi. Đó. Hạo hán không sợ. Bình Thạnh, hạo hán ở Bình Thạnh. Ghê không đại định. Chưa dứt đâu, còn lên nữa nè. Ghê quá. Trời ơi xe này cổng 1 còng 20 với lại một cái cục luôn. Hy vọng là cái đường này là người ta sẽ sớm nâng đường lên, rồi đắp bờ bao, đắp đê, đâu đó khoảng 300 mấy tỷ ở đây rồi, để cho bà con mình không có ngập. Bây giờ em đi ra khỏi cái nơi mà đẹp nhất mà anh Long thổ địa ảnh chia sẻ cho em, đứng quay cho bà con mình coi. Bà con mình ngày mai cũng né con đường khác cùng với khung giờ này nha, tại vì ngày mai thì cũng khoảng khung giờ này trên dưới chảy hơn nửa tiếng đồng hồ, nó sẽ ngập nặng giống như vậy nè, mà nặng hơn. Rồi Exeter chạy rồi, áo bà ba, loại nước rồi. Dạ em đang ở Trần Xuân Sạn, em không ở chỗ chị Đại đâu. Dạ trễ hơn 1 tiếng, ngày mai sẽ trễ hơn 1 tiếng. Ồ đây biển ghê quá. Ồ. Em đang liều mạng đứng đây nha Đại Đình, đứng ngay cái chiều của container. Mấy bà con mình lội nước ghê quá. Cái con bạch lông cu của em là chỉ bị ngợp nước là ở đường Trần Quỳnh Tấn Phát thôi. Khi đó là nó ngập hơn nửa mét năm 2019. Khắp các tuyến đường ở Quỳnh Tấn Phát quận 7 là nó ngập nặng. Lúc đó là cái con SH của em là nó cao quá nha, vậy mà nó cũng bị ngập nước nữa. Thì đó là sửa đâu đó khoảng 400 mấy à. 400 mấy à. Nhưng mà khoảng thời gian ngắn nữa cái nó hư cái bạc đạn, cốt, đĩa nó kéo theo là 2 triệu mấy. Trời ơi nín thở là gì đà vật này lại rồi. Trời ơi ghê quá. Trời ơi cái cục này. Trời ơi chằng cái chỗ để ít quá à. Dạ em không biết anh Hiếu ơi, anh Hiếu ở Birmingham. Cảm ơn anh Hiếu nhiều. Giờ thấy sự đảo điên, chị Đại, Nguyễn Vương Hằng, Sư Đầu Đà, Thích Minh Tuệ, rồi Hồng Loan, rồi Vũ Linh, quên em xin lỗi, Hồng Loan rồi Hồng Nhung. Trời đất ơi, đúng là cuộc đời đủ thứ chuyện hết, mâu thuẫn qua lại, Võ Hoàng Yên nữa, đớn sườn, toàn là những hảo hán. Trời ơi ghê quá. Nãy giờ là ngập hơn 1 tiếng rưỡi nha Đại Đình, từ khi con nước nó lên. Đó, bạn Hiền này chạy từ từ nè. Ôi ôi, sợ không Đại Gia Đình? Nghe bà con mình ở đây quen rồi, bởi vậy người ta nói là chúc cho chân cứng đá mềm mới Đại Đình, thích nghi. Đó, bên kia ngọt nữa rồi kìa, dắt bộ luôn. Ngộ á, là do xe chạy nhanh đó, nó ngợp á. Sóng đánh vô cái xe ở đây là nó ngợp á, bị sóc nước, ngợp nước ở đây rồi. Giống mấy con gà ở đây rồi. Giống mấy con gà hay là mấy con dế mà mình bứt cọng tóc cái mình cột vô cái giò con dế á, mình quay vòng 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 á, lát hồi nó bị choáng á, lên cơn. Đây là kiếp nạn của bà con Trần Xuân Sạn quận 7 rồi. Ghê quá. Cái này thì nâng đường đó, chờ giải cứu, chờ nâng đường rồi làm đê, đâu đó khoảng 300 mấy chục tỷ á, bà con mình mới thoát khỏi cảnh này thôi. Ở trước mặt mình là cái cống lớn ở Đại Đình, một trong 6 cái công trình chống ngập ngăn chiều ở địa bàn Sài Gòn, ở những cái cổng cửa sông lớn khi mà chiều cường. Cá mập kìa, wow, chở một con cá mập kìa đây rồi, đi mờ. Em đứng đây nguy hiểm quá. Em run quá, em đứng đây run quá. Đi qua bên này, ở bên đường. Dạ em cảm ơn chị Điệp Đặng rất là nhiều. Cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ cổ võ. Dạ rồi đi lội nước với em. Quê em mùa nước nổi. Dạ quê em ở đâu? Quê em ở Sài Gòn. Quê em ở Cầu Hàng, Trần Chiến Giang. Quê em mùa nước nổi. Nhà thấy ghê không? Hồi trước cái chỗ này là nó ngập nặng lắm, nhưng mà người ta đúc bê tông. Đúc bê tông nha, như là đường ở Mỹ vậy đó. Ở khu Utah, ở khu Cali có những cái đoạn đường người ta đúc bê tông ở đây nên do là trời ơi, do là có tuyết, với lại mặt đường nó nóng quá. Như Utah đó, mặt đường nó nóng quá, nó lột cái nhựa lên luôn. Bên đây chơi sang luôn, chơi đúc bê tông, nhưng mà phải mất nhiều năm người ta mới đúc, lý do là bị hư nhiều quá rồi, sửa nhiều quá rồi, buộc lòng phải đúc bê tông thôi. Mà đặc biệt bây giờ là bị ghẻ là hết rồi nha Đại Đình. Bị ghẻ là hết rồi, chỉ những ngày mà bị Whitmore đó mới sợ thôi. Hả, vui không? Cha rước hai con về lội nước chơi vậy đó. Úi chà. Rồi ha, dũng hãn ghê chứ. Chà chà chà. Dạ hôm nay là chiều cường, đến hạn lại lên. Vào những cái tháng trăng tròn đầu năm hoặc là cuối năm hoặc là giữa năm á, dạ theo cái lịch của người cận đại cổ đại Maya đó thì người ta tính lịch 5.000 năm á. Ngày xưa là khoảng một năm là khoảng 260 mấy ngày. Về sau hiện đại thì người ta tính là 365 ngày hoặc là năm Dần là 366 ngày. Năm Thiếu nữa. Dạ. Thì đầu năm, giữa năm và cuối năm đó là những cái lúc mà mặt trăng nó là một cái vệ tinh của trái đất với lại mặt trời, nó gần trái đất nhất. Nên thành thử ra cái lực hút của nó đối với lại cái trái đất làm cho nước nó dâng lên ở đài này. Nó hiện tượng vật lý mà, hiện tượng thiên văn học mà. Úi trời, ghê quá. Những cái chỗ nào mà nó bị trũng, bị thấp thì nó sẽ dính thôi. Bởi vậy ngày xưa cả nhà thấy không, ngày xưa vua chúa, lãnh chúa đó, người ta đâu có ở dưới đồng bằng thảo nguyên đâu. Người ta lên đồi, lên núi ta ở. Thứ nhất là vị trí chiến lược. Thứ hai nữa là không có bị ngập khi nước dâng. Bây giờ là chơi hết luôn. Nào là sạt lở. Trời ơi, ghê quá đây Đình ơi. Ồ, xe container ghê quá. Dạ, ở mình đang ở Trần Xuân Sạn, Cầu Hàng, quận 7. Trời ơi, anh này anh có cái nick Tuệ Con. Rồi cái nick nhạy cảm quá. Cái nick Tuệ Con. Rồi bên này nè, đường ơi cho. Ôi, nước ơi. Này là loại nước thúi chân nha. Ở Việt Nam mình không biết ở Mỹ có không nha, hay là mấy anh Mỹ có không nha. Đại Đình, ở Việt Nam mình hay cái gì bị gót chân, nước gót chân, rồi cái mắt cá đó nó bị chai, nó bị chai mà thâm thâm đen đen thấy ghê lắm. Dạ thường là như vậy. Không biết là Việt Nam mình ở bên nước ngoài mình có không ha, mấy anh Mỹ có không ha. Này phải hỏi mấy cô chú anh chị làm nail, chủ tiệm nail rồi. Ở Việt Nam mình là nước gót chân nè. Đương nhiên là do cơ địa rồi thiếu vitamin nữa. Trời ơi, ngộp nước nhiều quá. Rồi cái mắt cá Đại Đình, mắt cá nó đen đen á, do cơ thể mình thiếu chất. Trời ơi, ngụm luôn rồi nè. Trời ơi, thấy luôn không? Ờ, 77 Bình Định. Wow. Trời, nó hôi xăng quá. Úi chà. Trời ơi, thương không Đại Đình à. Quá trời, ngập nước. Bây giờ là đỉnh chiều qua rồi ha Đại Đình ha. Ngày mai thì nó cũng sẽ tầm giờ này trễ hơn nửa tiếng, một tiếng. Bà con mình hạn chế. Nhưng mà ngày mai là thứ Bảy nên cũng không có đi làm về nhiều. Nhất là những ai mà làm nhà nước hoặc là làm công ty nước ngoài liên danh á, thì người ta nghỉ chiều hôm nay rồi. Đó. Ui trời ơi. Rồi mô tô quẹo luôn. Mô tô quẹo đi đường khác luôn. Rồi hai chiếc nữa kìa Đại Đình. Cậu đó nó ghê lắm à. Ngay cái góc ngã ba luôn. Rồi bài sinh mới khen chị Ben. Đó. Mazda 6 kìa. Trời ơi, coi chừng Mazda 6 rất bản số nha. Trời ơi. Trời ơi ghê quá. Trời ơi, hào hán chạy ghê quá. quá trời khổ rồi. Này giống như là đường Hoàng Trang đi Thỉnh Kinh. Dạ, khu Gò Môi cũng ngập nhưng mà không có ngập nhiều. Khu đường Đào Chí, Gò Môi cũng ngập nhưng mà không có ngập nhiều bằng cái khu này đâu. Tại vì cái cửa sông nó nằm ở khu vực này. Và cái kia là nó hơi xa cái cửa sông rồi. Ồ, ngập nữa là đại rồi. Quá trời hả. Cái khu này nó còn đỡ nha, nước nó không thúi nha. Cả nhà biết cái khu nào không? Em nói cái khu Kinh Tân Hóa đó, Lò Gốm á, trời nó thúi. Hay là khu Phú Định á, trời nó thúi. Thúi kinh hồn bạc vía luôn á. Trời ơi, luôn ghê chưa. Xe số mà còn ngợp ở đây rồi. Yamaha. Bạn Hiền này chạy dễ thương nè. Còn nhỏ mà chạy dễ thương, thấy không? Chạy từ từ. Cái này là khoảng 5 cây. Ok người đẹp. Chạy từ từ. Ở Hiền gặp lành đại đình ơi. Thiệt á. Một điều chỉnh chín điều lành. Ở đằng sau người ta cũng biết, người ta cũng đâu có gấp đâu. Dạ, ở đây là gần cái cảng, cái kho. Dạ, cái cảng nên thành thử ra xe container hạng nặng chạy dữ lắm. Xe vừa chạy vừa bốc khói như xe hủ tiếu gõ ở đây rồi. Ghê quá trời ghê luôn. Các bạn thợ điện kia nãy giờ bugi nó khô rồi đó, mới nổ được ở đây rồi. Trời ơi, ông ăn hủ tiếu mà ông còn để luôn. Ông ăn hủ tiếu còn để luôn nè. Dạ. Ôi dạ, chúc bà con mình chân cứng đá mềm nha. Bây giờ là nó đỉnh chiều qua rồi. Và ngay lúc bà con mình đi về nữa. Đi đường quá. Trời ơi, chị áo vàng ghê quá. Trời ơi, chị không sợ. Không sợ chết đó đại đình, ghê quá à. Ồ, nãy giờ em thấy ở dưới Tiền Giang lấy ga ở đây hả ta. Ngộ ha. Bây giờ chạy về Tiền Giang là khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tại cao tốc Trung Lương nó kẹt xe dữ lắm. Ai mà đi cao tốc Trung Lương á thì bà con mình hay chia sẻ kinh nghiệm là không đu đích ở cao tốc Trung Lương á. Dạ. Chạy trên cao tốc mà đu đít thấy ghê quá. Dạ đúng rồi chị Điệp Đặng. Ở đây nhiều người người ta không sợ chết hay sao á. Thấy sợ lắm à. Cứ đu đít xe được rồi, đừng có lên. Trời ơi cô ơi, em không dám nhắc đâu nha đại đình. Chỉ sợ người ta giật mình. Trời ơi, cô mua tàu hủ kỳ về mà cô chạy ghê quá. Thôi, sóng đánh em nhúc nhích luôn á đại. Đó, bạn nãy giờ bạn chết máy mà bạn chưa sửa xong luôn á, thấy tội không? Đi làm kiếm ăn khó không đại rồi. Đó, này mới ghê nữa nè. Việt Minh, trời ơi nghe ghê quá. Thép Việt Minh, hú hồn chim én luôn. Dạ em cảm ơn chị Phụng Trần, chị dành sức khỏe, chúc chị và gia đình, chúc bà con cô bác mình cuối tuần vui vẻ, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dạ lúc nào cũng may mắn. Đó, mình đang ở khu Trần Chiến Giang, Cầu Hàng. Trời ơi đang ngập khủng khiếp quá. Bà con mình đang lội nước về nè, tội ông đại đình. Ngập thúi chân luôn. À, giày da nè, quần áo nè, xe cộ nè, nó sẽ hư nhanh hơn. À, đặc biệt là những cái ai mà ở cái khu vực Trần Xuân Sạn này, ngay cái bờ sông nước ngập nhiều. Dạ, đồ điện tử, máy lạnh nó sẽ dễ hư hơn những cái nhà khác. Tại vì do cái hơi nước, do cái không khí, dạ, nó sẽ hư cái thiết bị điện của mình nhiều hơn. Ví dụ đồ người ta xài 10 năm thì mấy cái đồ ở đây thì sẽ xài khoảng 7-8 năm. Nó dễ hư hơn ở đây lên. Ở nhiều người ta sợ ta không chạy luôn rồi, tại thấy không? Ở đằng đẳng á, nhiều người ta sợ quá ta không chạy luôn. Tại xe container không nè. Ơi trời ơi. Em đứng đây trời đang ngập mà em đổ mồ hôi ròng ròng luôn á. Ướt áo luôn. Ghê thiệt. Dạ em cảm ơn chị Điệp Đặng nhiều. Đó, giờ này là giờ bà con đi về, đón con đi học về. Chúc bà con mình chân cứng đá mềm nha. Em chuẩn bị đi về đón con. Mercedes nè. Chà, Mercedes đẹp quá. Mercedes đẹp nhưng mà bảo dưỡng hoài lắm. Rớn vô là chục triệu không à. Trời ơi, canivo. Chạy nhanh quá. Ông thần ơi, chạy chậm lại. Về tới nhà bình an, đừng đi nhậu tầm bậy tầm bạ, có chừng bị lụm. Anh ở Los Angeles ở đây đình LA. Los Angeles LA. Về thẳng nhà, đừng đi massage, đừng đi bia ôm, đừng đi cà phê ôm. Dạ. Dạ xe điện á, thì nó không có sao. Nhưng mà nhiều cô chú anh chị nói á, là do là cái nước phèn hay là nước muối á, nó sẽ làm chai cái miếng đệm mà ngăn nước. Tại vì cái phần mà kháng nước á, nó cũng có một cái tuổi thọ nhất định. Nếu mà mình đi về mà mình không xịt nước ở nhà thủy cục mình rửa liền á, thì cái nước phèn nó sẽ làm hư, nó sẽ làm chai, hoặc là nó sẽ làm nhanh hỏng cái phần tiếp xúc cái phần điện, thì nó dễ bị chập. Cả nhà có thấy cái chuyện mà cái chiếc Tesla mà đậu ở Florida không? Cái nước ngập ở Florida đó, mà cái nước đó là nước biển. Mà mình thấy trong cái gara xe á, là nước ngập lấp sắp cái bánh xe trong gara thôi nha. Vậy mà nó hơi nước nó chập điện á, nó cháy cái xe luôn. Bà nội đòi chứ khô luôn ở đây. Ghê thì trời ơi ghê quá. Cũng mừng là có nhiều bà con mình không có chạy song song với lại xe container nha. Đó, xe bằng cơm dắt bộ luôn. Trời ơi vừa mới nói của anh dắt thắt anh chạy lên kìa. Xe bằng cơm còn dắt bộ nữa. Anh đi mua bánh khô mực. Wow, cái bịch khô mực đó khoảng 700-800 ngàn á. Bây giờ khô mực mắc quá. Về quá đại rồi. Sóng ngập nè. Em chào đại rồi nha, em chào cả nhà. Về em đón con. Chúc cả nhà sức khỏe dồi dào. Với lại chúc bà con mình chân cứng đó mà em. Em chào đại gia đình.